đến với cây sống trong cơn mưa của chú bộ đội nha. Mọi người nhớ đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chào anh em nhá. Chào mọi người nhá. Anh em đang kéo xe mò đá này đâu đây? Xe bò này nặng phết đấy nhờ, mà đi đường đồi núi này anh em phải hơi khó đúng không? Em có bằng gì đây em? Bằng đấy ai cấp cho em, bằng xịn đấy. Chào đồng chí Khanh nhờ. Vâng, các bạn mọi người ạ, công việc hôm nay cơ bản là cũng mệt, nhưng mà có anh em đi cùng nói chuyện nhau thì cũng rất là vui vẻ rồi. Vậy vào hôm nay cũng là ngày thứ 15 rồi mọi người ạ. Vậy cuộc sống cũng rất ổn định, ăn uống được, không ăn ngủ được đúng giờ. Tôi béo tầm khoảng 2 cân rồi. Đấy. Mọi người cứ làm sao nếu mà ai mà bị gọi lính cái thứ gì anh em cứ cố gắng thôi, không có gì phải ấy cả, vào đây vui ấy mọi người ạ. Đấy. Thôi đến giờ tôi đi làm rồi. Chào mọi người nhá. Nhưng mà sao áo em lại chưa có tên nào? Áo em đi lên trên Vĩnh Yên ạ, đi khúc trang lại sức khỏe nên là chưa in được áo anh ạ. In được áo vâng, à? Em sẽ in lại ạ. Rồi, ok. Gia đình ở nhà cứ mạnh khỏe nhá, con trong này con rất vui, rất là khỏe mạnh. Rồi, ok. Rồi em đi dậy làm rồi, chào anh ạ. Mệt nhưng mà vui đúng không? Chào mọi người. Rồi, ok. Đấy, anh em tiếp tục công việc đi nhá. Em, cho anh hỏi chút. Từ hôm vào đây em được học những cái nội dung gì rồi? Từ hôm vào đây ạ? Ừ. Đọc các điều lệ, lời thề, bài tập thể dục buổi sáng. Nói chung là học nhiều cái. Học nhiều cái à? Học nhiều. Thế lời thề em thuộc được bao nhiêu lời thề rồi? Em đến nay em thuộc 7 lời thề ạ. 7 lời thề à? Thế tốt đấy, hơn nhiều bạn ấy. Có nhiều bạn học cũng tương đối là chậm, hơi mất nhiều thời gian. Em thấy học từ hôm đấy học ngoại khóa, những cái môn ngoại khóa đây thấy môn nào là khó nhất không? Em thấy những bài thể dục, những bài tập thể dục của những võ thể dục. Võ dục là khó nhất à? Thấy nó là giống nhau. À, là giống nhau. Nó hơi bị loạn một chút. À, rồi. Đất này đất thịt, đất này đất đẹp đấy nhờ. Đất này mà lấy được về làm tăng gia thì chuẩn đấy. Mọi người xem em bộ đội rất là khỏe. Cuộc nhát nào ra nhát đấy luôn. Vào đất thôi. Lại khiêm tốn đất một phần sức khỏe mình nữa chứ. Đấy. Là bạn gái nào mà yêu anh em bộ đội là rất là thích đấy. Thất anh tình em... hết rồi ạ. À? Sao lại thất tình rồi em? Thế bộ đội chia tay hết rồi. Thế à? Bộ đội khỏe thế này mà thế nào lại thất tình là nào? Về đi lại. Khá là mệt. Mệt chưa? Mệt. Mệt đổi đồng chí khác. Thay phiên nhau đồng chí Xúc, đồng chí Chọc, đồng chí Quốc. Làm này mình phải bền sức em ạ. Chứ làm mà mệt là sẽ lần sau là sẽ rất là khó làm. Phải thay ca nhau. Em vừa cuốc xong tên gì đấy em nhỉ? Em tên Giang. Em quê Yên Bái. Yên Bái à? Đồ Khê Yên Bái. Từ hôm đấy vào đây em thấy công việc gì là vất vả nhất hả em? Em theo nhận xét thì vẫn chưa là công việc gì vất vả. Vẫn chưa à? Tại vì em cũng là người dân quê nên cũng phải canh tác đấy, làm ruộng nương thôi. Quê em là chuyên trồng quế à hay gì nhỉ? Em trồng lúa, trồng ngô. Trồng lúa, ngô à? Vâng. Thế ở huyện nào là chuyên trồng quế nhỉ? Này, em chưa nắm được. À, này. Anh tưởng Yên Bái là đất quế mà. Có nơi thì xã thì trồng quế, xã thì trồng cam. À. Rồi.
Thế nhà em không có đất đồi à? Có. Có à? Em có đất đồi. Đất đồi em có nhiều đồi không? Đủ để cho hai anh em chia nhau lấy vợ. Bố mẹ đã tính để chia đồi cho anh em lấy vợ à? Vâng. Thế đồi nhà em đang trồng gì? Trồng chè ạ. Trồng chè à? Đồi trồng chè với lại trồng ngô. Chè đã thu hoạch được nhiều vụ chưa em? Khá là già rồi, từ trồng được cái thời bố mẹ em bắt đầu lấy nhau rồi. Trên hơn 20 năm rồi. Hơn 20 năm rồi à? Rồi. Em sinh năm bao nhiêu? Em sinh năm 99. 99 à? Vâng. 99 thì có vẻ hơi già hơn so với một số anh em khác nhỉ? Vâng. Thế sao mấy năm vừa rồi chưa đi lính hả em? Mấy năm rồi em bận. Em bận à? Bận về công việc. Một số lý do nữa. Chưa thể nhập ngũ được. Thế năm nào em cũng gọi à? Hay là năm nay mới gọi? Năm nay mới được gọi. Năm nay mới được gọi á? Do mục tiêu của mình đi nữa. À thế à? Rồi ok, đi đằng nào cũng vẫn phải đi đúng không? Vâng. Rồi. Phải do mình cũng quyết tâm đi. Rồi. Để cải thiện thêm bản thân mình. Rồi, ok. Đi qua lính để trưởng thành đúng không? Vâng. Anh em sẽ được học rất là nhiều thứ. Sao về lấy vợ về đỡ bơ ngỡ. Rồi, ok. Trước khi đi lính thì cũng làm phó AD của nhóm phượt. À thế à? Em á? Vâng, trên 50 người. Phượt ở tận đâu em? Em cũng đi khá nhiều nơi rồi, lên Sapa. Đây ở xung quanh ở tỉnh bọn em. Sau đó đi Tam Đảo. Thế mỗi chuyến đi đấy đi bao nhiêu ngày? Cũng tùy trường hợp mỗi thành viên. Có thành viên thì còn công việc nhà thì có thể đi ít ngày. Còn những anh em nào rảnh có thể đi 3-4 ngày cắm trại. Vui Phượt vui phết nhỉ? Vâng. Cũng là một niềm đam mê. Đam mê à? Ok. Thế bây giờ sắp sửa được Phượt ở trong rừng này rồi nhá. Phượt trong rừng. Đang đi dần rồi ạ. Phượt trong rừng này cũng được mấy ngày đấy. Đấy, anh em công việc rất là hăng say, mỗi người một việc. Đây, đồng chí chọc xà beng này rất là khỏe. Em có mấy múi rồi em? Em mới có một múi đấy. Một múi à? Vâng. Phấn đấu 3 tháng tương binh rồi phải được thành 6 múi chứ. Vâng, đây vâng. Một múi đâu, đây nhiều múi chứ. Em đang cố gắng đấy ạ. Cố gắng à? Vâng. Có bị rát tay không em? Không ạ. Để súng hái vào quân đội. Rồi. Muốn biết chính xác đúng không? Vâng, muốn biết chính xác về súng hái vào quân đội. Rồi. Thế còn tìm hiểu qua kênh YouTube thì chỉ tìm hiểu cái sơ bộ thôi nhỉ? Và cuộc sống thường ngày của anh em thôi. Thôi nhất thực hành mới có biết. Rồi, ok, đấy. Anh em đã có 2 tuần để tiến hành làm quen với môi trường. Và như mọi người thấy là anh em cũng đã cơ bản, cũng đã đều đã quen thuộc hết đối với cuộc sống ở trong này. Tinh thần rất là thoải mái và phấn chấn đấy. Hăng say đấy, anh em đoàn kết gắn bó đấy. Những nội dung chia sẻ của anh em rất là chân thành. Và từ những suy nghĩ của bản thân đấy, rất là chân thực, chia sẻ thú vị cho mọi người. Mọi người yêu mến thì tiếp tục theo dõi ủng hộ mình. Trong thời gian tới thì những nội dung nào chia sẻ được thì sẽ cố gắng chia sẻ hết cho mọi người được tìm hiểu và yêu mến, quý mến hơn anh em tân binh trong 3 tháng huấn luyện chiến sĩ mới. Thế còn những nội dung nào liên quan đến vũ khí trang bị hoặc những nội dung mà mang tính chất bí mật quân sự thì không thể, xin phép là không thể chia sẻ để cho mọi người được. Chỉ chia sẻ những cái nội dung đơn giản, đơn thuần và những nội dung là có thể được phép thôi. Đấy, mọi người hết sức là thông cảm. Đấy. Xin chào tất cả mọi người. Đấy, ok.